Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, trong khuôn viên của tất cả các nhà hầu hết đều trồng đến một vài loại cây, vừa đem lại sự phong phú vừa là nguồn cung cấp oxy cho hoạt động sống của con người. Tuy nhiên, ít người biết rằng, đứng dưới góc độ phong thủy, không phải loại cây nào cũng có tác dụng đem lại nguồn sinh khí tốt cho căn nhà của bạn. Trong số đó, có một số loại cây còn bị coi là đem âm khí, điềm gở gây ảnh hưởng tới sức khỏe và cuộc sống của những người trong gia đình. Vậy đó là những loại cây gì? Phú Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. Thầy phong thủy hé lộ loại cây rước âm khí, ma quỷ vào nhà, chặt ngay kẻo hối không kịp. Năm loại cây mang âm khí xui xẻo bạn cần biết. Thứ nhất, cây hòe. Cây hòe là một loại cây thường được nhiều gia đình trồng để lấy hoa, sao lên và nấu nước uống. Bên cạnh đó, hoa hòe còn là một trong những vị thuốc bắc hiếm có. Tuy nhiên, theo phong thủy, cây hoa hòe không nên trồng ở sau nhà. Nếu trồng cây sau nhà, nó có thể khiến đường công danh của gia chủ gặp trục trặc, bị vùi dập. Nếu bạn vẫn muốn trồng loại cây này, tốt nhất chỉ nên trồng trước nhà. Lúc này thậm chí nó còn có thể mang lại may mắn đáng kể. Thứ hai, cây dâu. Muốn thịnh vượng, gia đình gặp nhiều may mắn thì tuyệt đối không nên trồng cây dâu trước cổng nhà. Ở Việt Nam có rất nhiều nhà trồng cây dâu tằm trong vườn vì thú vui mà không hề biết rằng cây dâu này lại mang ý nghĩa không tốt. Theo tiếng Hán Việt, từ dâu được gọi là tang, mang ý nghĩa tang tóc, chia lìa. Vì thế, loại cây này cũng không được xem là may mắn khi trồng làm cây cảnh. Theo quan niệm dân gian thì roi dâu, vòng dâu hay cành dâu có khả năng trừ tà tốt. Thế nhưng chúng ta vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho hiện tượng này. Theo các tài liệu ghi chép, trong dân gian có hai loại cây có khả năng trừ tà trừ quỷ là cây dâu tằm và cây đào. Tuy nhiên, đó phải là những cây lâu năm mà chỉ phần lõi mới có công dụng đó. Để tìm được cây đó không hề dễ. Thứ ba, cây liễu. Trong tiếng Hán, cây liễu có âm tương tự với từ lưu, mang ý nghĩa chảy đi, đổ đi mất. Nếu trồng nó trong vườn, tiền tài của gia chủ sẽ chảy ra ngoài hết, không tụ lại, gây hao tài tốn của. Cây liễu là một trong những cây có dáng thanh thoát, nhẹ nhàng và đẹp mắt, được nhiều người ưa chuộng. Tuy vậy, cây lại mang ý nghĩa không tốt như chúng ta vẫn lầm tưởng bởi dáng vẻ của nó. Ngoài ra, cây liễu là loại cây không kết hạt nên dễ làm chúng ta liên tưởng đến chuyện con cái. Chính vì lý do trên, cây liễu không được trồng trong vườn nhà. Thay vào đó, cây liễu thường được trồng ở những nơi như đình, chùa, công viên hay ven hồ. Bởi theo một số quan niệm dân gian thì cây liễu thuộc về phần âm, có thể dụ âm khí đến. Thứ tư, cây bách. Cây bách cho chất lượng gỗ tốt, được sử dụng để xây dựng nhà cửa, đóng đồ gỗ cao cấp, tiện đồ mỹ nghệ và làm đồ dùng văn phòng. Do gỗ có mùi thơm dịu nên còn được dùng làm bột hương. Chúng ta vẫn thường hay biết đến cây bách là một trong số những loại cây tượng trưng cho sự may mắn và sức sống mãnh liệt của con người. Bởi vì nó là loại cây có sức sống dẻo dai, bốn mùa đều nảy nở xanh tốt. Thế nhưng người ta lại hay trồng cây bách ở gần các phần mộ nên nó còn có tên gọi khác là cây nấm mộ. Chính vì thế bạn không nên trồng cây bách trong vườn nhà nếu muốn tránh những xui xẻo tang tóc. Thứ năm, cây đa. Đầu tiên, chưa nói đến vấn đề phong thủy thì việc trồng cây đa trong vườn nhà
cũng đã đem lại nhiều bất lợi bởi gốc và rễ cây đa được cho là quá to, gây mất cân đối cho khu vườn của gia chủ. Xét ở phương diện tâm linh, cây đa được cho là cây không dung nạp con người mà chỉ mang chứa đựng những điều huyền bí ma quỷ. Vậy nên chúng ta chỉ thường thấy loài cây này được trồng ở những đền thờ miếu mạo, chùa chiền chứ không trồng ở nhà riêng. Quý vị và các bạn thân mến, đối với cây cảnh phong thủy trồng trong nhà, không những để không gian xanh mát, trong lành mà khi chọn được loại phù hợp sẽ còn giúp đem lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia đình, nên các gia chủ cần vô cùng cẩn trọng khi chọn cây. Sau đây là 5 loại cây phong thủy quý vị nên trồng trong nhà để cải thiện vận khí, thu hút tiền tài may mắn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Cây ngọc bích mang đến nhiều tài lộc. Đây còn được gọi là cây thường xanh. Đặc tính của loài cây này là dễ trồng, đặt một chiếc lá xuống đất ẩm là mọc thành cây. Cây này tượng trưng cho tuổi trẻ vĩnh hằng. Ngọc bích có lá hình trứng nhỏ như đồng xu và mọng nước. Do là loài cây lá nhỏ nên ngọc bích thuộc hành kim, phù hợp với hướng Tây hoặc Tây Bắc. Nếu đặt cây ở hướng Đông Nam là khu vực tài lộc thì năng lượng kim của cây sẽ xung với năng lượng mộc của hướng đó. Quan niệm từ xưa bởi các thương gia cho rằng ngọc bích có khả năng mang lại tài lộc. Vì vậy, loại cây này thường đặt bên các quầy thu ngân hoặc máy đếm tiền. Ngoài ra, nhiều người còn đặt cây ngọc bích tại các lối đi của cửa hàng nhằm kích hoạt năng lượng chủ về tài lộc. Đây cũng là loại cây tốt cho sức khỏe nên gia chủ có thể đặt bên cửa sổ của ngôi nhà. Về điều kiện chăm sóc, bạn cần lưu ý ngọc bích không phải loài cây ưa nước, vì vậy cần đặt nơi thoáng mát, đầy đủ ánh sáng và nhiệt độ thấp. 2. Cây phất dụ may mắn ngập tràn. Phất dụ là loại cây đem lại sự may mắn bởi nó tượng trưng cho ngũ hành, bản thân cây chính là mộc, nơi cây sinh sôi là thổ, nguồn nước và dinh dưỡng cho cây lớn lên là thủy, chậu gốm trồng cây chính là từ hỏa, nếu dùng chậu bằng kính sẽ là đại diện của kim. Theo quan niệm dân gian, người ta thường mua phất dụ theo ý nghĩa cành và tuân theo những quy luật xét cành. 2 cành cho tình duyên, 3 cành mang đến hạnh phúc, 5 cành đại diện cho sức khỏe, 8 cành mang đến tài lộc, 9 cành đem đến thời vận cho gia chủ. Xét lĩnh vực phong thủy, tại sao người chơi phong thủy không nên chọn số 4, 4 cành? Về quan niệm sinh số 1, lão số 2, bệnh số 3 và tử số 4. Quy luật về quan niệm này được tuần hoàn đọc liên tiếp, cho nên số 5 sẽ quay lại là sinh, nghĩa là sinh ra, là phát ra lộc, là sự phát triển và trường tồn. Như vậy số 4 là số tử không ai mong muốn, là sự bại hoại, là sự tắt ngục và chết chóc không nên đặt. Nếu có một chậu phất dụ trong nhà, bạn cần chú ý chăm sóc cho cây luôn xanh tốt. Có vậy, những ý nghĩa phong thủy như trên mới phát huy được tác dụng. 3. Cây kim tiền tài lộc đầy nhà. Một số đặc điểm của cây kim tiền có thể dễ dàng nhận ra như thân to khỏe nằm ở dưới đất, nảy nhiều mầm và hình thành các thân nhỏ, lá kép dạng to cuống ngắn, màu xanh lục, chắc khỏe, sáng bóng và có tuổi thọ từ 2 đến 3 năm và luôn được thay thế trên cây. Chính nhờ những đặc điểm tự nhiên đó mà kim tiền được nhiều người yêu chuộng, còn được gọi bằng cái tên cây phát, kim phát tài. Kim tiền sống khỏe, phát triển nhanh trong môi trường tự nhiên, thậm chí đây còn là loại cây cần ít ánh sáng, bóng râm, được nhiều người khuyên trồng trong nhà.
nhiều người buộc lên cây những sợi chỉ đỏ hoặc đồng tiền vàng với mong muốn phát lộc phát tài. Kim tiền đã trở thành một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất hiện nay. Tuy nhiên, khi sử dụng loại cây này, bạn cần chú ý chọn những cây có thể trạng và khả năng sinh trưởng tốt, thân cây xanh tốt, phiến lá đẹp, dày chắc. Nếu có thể, hãy chọn những cây đã nở hoa sẽ giúp mang lại nhiều lộc cho gia chủ. Khi bày trong phòng, nên đặt về hướng đông, đông bắc để đón tài lộc, hướng dương mặt trời. 4. Cây cau. Trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là ở thành phố, chúng ta thường ít thấy người ta trồng cau trước nhà hơn là ở vùng nông thôn. Tuy nhiên, hãy cân nhắc nếu có điều kiện thì nên trồng, bởi những lợi ích mà cây này mang lại về mặt phong thủy. Trong phong thủy học, cau được đánh giá là loài cây giúp tăng cường nguồn năng lượng dương, giảm nguồn năng lượng âm vốn không có lợi cho gia đình. Dương thịnh âm suy sẽ mang đến nhiều niềm vui và may mắn đến cho các thành viên trong nhà. Không chỉ vậy, đánh giá một cách trực quan, cau là loài thân thẳng, mảnh dẻ nên sẽ không cản luồng ánh sáng, gió mát vào nhà. Việc trồng một cây cau chỉ mang lại ý nghĩa tốt đẹp như vậy, tại sao chúng ta lại bỏ qua nhỉ? 5. Cây sống đời, cầu chúc cho gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Cây sống đời không phải là một dòng cây quá xa lạ với người Việt. Từ nhỏ, cây sống đời đã sinh sôi và nảy nở ở rất nhiều gia đình Việt Nam bởi khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Một số dòng cây sống đời có thể đâm rễ lên cây mới thông qua những tán lá của cây mẹ. Cây sống đời còn là một loài cây được ứng dụng nhiều để chữa bệnh với những công dụng như chữa bỏng, làm đẹp da, trị mất ngủ, giải rượu, trị viêm xoang, nhức đầu, viêm họng, chảy máu cam. 5 loại cây mang âm khí, xui xẻo tuyệt đối không trồng trong khuôn viên nhà. Thứ nhất, cây hòe. Thứ hai, cây dâu. Thứ ba, cây liễu. Thứ tư, cây bách. Và thứ năm, cây đa. Thay vào đó, quý vị nên trồng 5 loại cây này để cải thiện vận khí, thu hút tiền tài may mắn. 1. Cây ngọc bích. 2. Cây phất dụ. 3. Cây kim tiền. 4. Cây cau. Và 5. Cây sống đời. Phú quý tài lộc, sống thuận phong thủy, phúc lộc ngập tràn.